Đây là khung cảnh 60 học sinh và phụ huynh của trường mầm non Mặt Trời Nhỏ đến từ thành phố Cần Thơ đang trải nghiệm trồng hoa tại cánh đồng hoa rộng 5,7 hectare ở xóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc. Theo nhận định của nhiều người thì không gian và khí hậu mát mẻ tại làng hoa Sa Đéc khá phù hợp để khách tham quan trải nghiệm. Điểm thú vị của tuyến du lịch này là sau khi tham quan vườn hoa, ngắm hoa và chụp ảnh thì các em nhỏ được bà con nông dân ở đây hướng dẫn cách trồng và tự tay mình trồng một giỏ hoa, sau đó được mang chậu hoa về nhà tiếp tục chăm sóc. Và khi đến đây thì các bé nó sẽ được tìm hiểu quá trình trồng một cái cây hoa như thế nào, hiểu được nỗi vất vả của người nông dân. Và đặc biệt đến đây các bé sẽ được trải nghiệm để trồng một loài hoa và về chăm sóc loài hoa đó. Thì mình thấy nó rất là ý nghĩa trong cái việc học tập cũng như việc trải nghiệm của các bé. Thấy mô hình này là rất là thú vị và bé rất thích thú. Một điểm đặc biệt của làng hoa Sa Đéc mà ít nơi nào có được là nông dân ở đây trồng và sản xuất hoa quanh năm, không theo thời vụ. Do đó, việc khai thác các tuyến du lịch tại làng hoa Sa Đéc được thực hiện quanh năm. Ngoài ra, sự chân tình mến khách của người nông dân, đặc biệt là phí dịch vụ vừa túi tiền, đang được xem là yếu tố thu hút nhiều đoàn khách. Với chủ trương trồng hoa gắn với phát triển du lịch, gần đây ngoài đầu tư sưu tầm giống mới để thỏa thích tình yêu hoa của du khách, nông dân làng hoa Sa Đéc còn mạnh dạn đầu tư cơ sở hạ tầng, phục vụ khách tham quan, đặc biệt là chuyển đổi từ cách trồng truyền thống sang trồng hoa theo hướng an toàn sinh học để đưa hoa Sa Đéc đến gần hơn với du khách.